Bây giờ cô trò mình cùng đi vào phần bài tập. Bài tập thứ nhất là cô sẽ chữa cho các em bài tập 33 sách giáo khoa trang 119. Có đề bài là trên hình 89, hai đường tròn tâm mô và đường tròn tâm mô phẩy tiếp xúc nhau tại A. Tiếp xúc này là tiếp xúc ngoài, đúng không? Chứng minh rằng OC song song với O phẩy D. Tiếp xúc ngoài tại A. Với CD này, CD là một đường thẳng đi qua, được chưa? Bây giờ chứng minh OC song song với O phẩy D. Chứng minh rằng OC song song với O phẩy D. Muốn chứng minh OC mà song song với O phẩy D thì các em phải chứng minh điều gì? Chúng ta phải chứng minh các cặp góc so le trong bằng nhau, đồng vị bằng nhau hoặc là trong cùng phía bù nhau, đúng không? Hoặc là cùng song song với một đường thẳng nào đó, hoặc là cùng vuông góc với một đường thẳng nào đó. Ở đây thì các em nhìn thấy ngay là muốn chứng minh hai đường thẳng này song song thì ta sẽ chứng minh hai cặp, ta sẽ chứng minh hai góc ở vị trí so le trong bằng nhau, hay là ta phải chứng minh góc OCA hay là góc C, đúng không? Bằng góc O phẩy DA. Thế vì sao mà hai góc này lại bằng nhau? Thì các em nhìn lên trên hình, ta có góc OCA. OCA thì chính là bằng góc OAC. Tại vì sao? Tại vì tam giác OAC là tam giác cân tại O, đúng không? Có hai cạnh OA bằng OC cùng bằng bán kính nên hai góc ở đáy bằng nhau. OCA bằng OAC, tam giác cân tại O. Và góc O phẩy DA, O phẩy DA thì bằng góc O phẩy AD, cũng tại vì tam giác O phẩy AD cân tại O phẩy. Vì có O phẩy A bằng O phẩy D, vì là bán kính của đường tròn tâm O phẩy, đúng không? Như vậy là O phẩy DA bằng O phẩy AD. Mà OAC thì bằng O phẩy AD, vì đối đỉnh. Từ đây thì ta suy ra được là góc OCA bằng góc O phẩy DA. Suy ra được là OC song song với O phẩy D. Như vậy chúng ta sẽ trình bày như sau. Chúng ta sẽ chứng minh các cái tam giác OAC và O phẩy AD là tam giác cân. Xét tam giác OAC có OA bằng OC vì cùng bằng bán kính, đúng không? Suy ra tam giác OAC cân tại O. Cân tại O thì ta suy ra được là góc OCA sẽ bằng góc OAC theo tính chất của tam giác cân. Tương tự như vậy, cô cũng xét tam giác O phẩy AD, O phẩy AD có O phẩy A bằng O phẩy D vì cùng bằng bán kính của đường tròn tâm O phẩy, đúng không? Suy ra tam giác O phẩy AD cân tại O phẩy. Suy ra hai góc ở đáy bằng nhau. O phẩy DA bằng góc O phẩy AD. Và góc OAC thì bằng O phẩy AD. Vì đối đỉnh. Từ 1 này, đây là cô ký hiệu là 1 này, 2 và 3. Đúng không? Từ 1, 2 và 3 thì chúng ta suy ra được là góc OCA bằng góc O phẩy DA. Mà hai góc này ở vị trí so le trong. Nên ta suy ra được là OC sẽ song song với O phẩy D. OC song song với O phẩy D. Điều phải chứng minh. Như vậy là cô đã chứng